Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMart. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn vẫn còn đang lo lắng về việc giặt máy sẽ không làm sạch được những vết bẩn cứng đầu hay nhanh làm quần áo bài rão, thì ngày hôm nay Mạnh Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc máy giặt LG Inverter 8,5kg với mã sản phẩm là T2385VS2M. Chiếc máy giặt này có chế độ giặt sơ tiện lợi, giảm xoắn rối hiệu quả, bảo vệ quần áo của gia đình bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc máy giặt này quý vị nhé. Đến từ thương hiệu LG của Hàn Quốc, máy giặt với thiết kế cửa trên cùng với bảng điều khiển bằng tiếng Việt giúp cho quý vị rất dễ dàng sử dụng. Nếu như gia đình bạn có từ 4 đến 5 thành viên thì chiếc máy giặt LG 8,5kg này chính là một sự lựa chọn đáng để quý vị cân nhắc. Thông thường khi giặt quần áo bằng máy giặt, bạn thường giặt sơ trước khi cho vào máy để quần áo sạch hơn. Hiểu được việc mệt nhọc và mất thời gian này, LG tích hợp cho sản phẩm máy giặt LG Inverter 8,5kg T2385VS2M chế độ giặt sơ 8 phút trước khi bắt đầu chương trình giặt. Chỉ với một chạm thì mọi vết bẩn sẽ được đánh bật. Quý vị hãy để cho đôi bàn tay của mình được nghỉ ngơi, việc còn lại thì hãy dành cho máy giặt. Nhờ được trang bị hệ thống phun nước từ trên xuống mô phỏng thác nước chảy mạnh mẽ, dòng nước được tuần hoàn, từ đó giúp bột giặt dễ hòa tan hơn, thấm sâu hơn vào quần áo để lấy đi những vết bẩn cứng đầu. Sự kết hợp giữa lồng giặt Turbo Room và đấm nước Pang cộng 3 của máy giặt sẽ mang đến khả năng giặt rũ mạnh mẽ, đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu nhất. Không chỉ vậy, sự kết hợp này còn làm giảm xoắn rối cho quần áo, giúp bạn không phải tốn thời gian là ủi quần áo sau khi giặt. Với công nghệ Smart Inverter, chiếc máy giặt sẽ tiết kiệm điện lên đến 36% lượng điện năng tiêu thụ, giảm thiểu nỗi lo lắng về chi phí điện hàng tháng cho gia đình bạn. Công nghệ Smart Inverter chống rung, giảm ồn, tăng độ bền bỉ cho động cơ. Chính vì vậy mà nhà sản xuất cam kết bảo hành động cơ máy nén 10 năm. Smart Motion là 3 chuyển động giặt, nhào trộn, quay đảo do động cơ Smart Inverter tạo ra để mang tới khả năng giặt tối ưu cho từng loại vải. Sự kết hợp tối ưu giúp chăm sóc quần áo hoàn hảo. Máy giặt LG T2385VS2M được tích hợp chức năng chẩn đoán thông minh Smart Diagnosis vô cùng hiện đại. Nhờ có chức năng này mà bạn sẽ nhanh chóng kiểm soát được tình trạng của máy ngay tại nhà mà không phải tốn công đến trung tâm bảo hành. Nhìn chung, máy giặt LG Inverter 8,5kg T2385VS2M đáp ứng được những nhu cầu của người sử dụng như là giặt sạch, tiết kiệm bột giặt, có nhiều chương trình phù hợp với từng loại vải, hoạt động bền bỉ, êm ái, tiết kiệm điện năng và giá lại vô cùng hợp lý, chỉ khoảng 6 triệu đồng cho một chiếc máy giặt Inverter. Đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đừng quên theo dõi kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMart để cập nhật những thông tin khuyến mãi mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong những chương trình tiếp theo. Và hãy nhớ truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc số hotline 1900 6788 để được tư vấn và liên hệ đặt hàng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.